Rồi, ok, chào mọi người. Hôm nay tôi gửi cho mọi người ít lưỡi câu nha mọi người. Thì đa phần những lưỡi câu này sẽ là những câu từ Nhật về nha mọi người. Đó. Thì lưỡi câu này thì mình sẽ gom lại thành một combo nhé. Một combo nó gồm tầm khoảng 4 đến 5 lưỡi, 4 đến 5 bịch nha mọi người. Đa phần sẽ là 5 bịch. Đó. Thì mình bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip shop lên á thì shop sẽ nhận lại nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người. Đi gửi cho mọi người mã số 1. Thì mã số 1 gửi cho người là combo này gồm 1 2 3 4 5, 5 túi lử nha mọi người. Đó. Thì đây lử của Nhật về nha mọi người, đây lử Japan nè, đó. Lử số mừng và form lử này là chuẩn về cho anh em câu gô nhé. Đó, câu cá gô. Câu gô, câu giết, câu cá chê. Lử này rất là chuẩn luôn. Đó. Đây cũng là lử số mừng, lử Gamakatsu. Đó. Thì xây nó sẽ na ná nha thôi nha anh em. Đây là lưỡi số 4 và lưỡi số 5 Gamakatsu. Cái này thì xe nhỏ nha mọi người. Cái này thì chuyên về cho anh em nào câu cá giết chứ. Cá giết anh em miền Tây thì có thể câu cá mè dinh, mè dảnh, mang cá đỏ mang á. Thì đây là lưỡi gọng dài. Phơm này phơm gọng dài thì chuyên về cho anh em nào câu cá bóng đục nha. Cá bóng đục, câu cá chê. Đây. Hôm nay anh em câu cá rô bằng phơm lưỡi này cũng được. Đây, để đo phơm lưỡi cho anh em. Con bịch này thì nó dễ đo hơn. Đây mọi người, phơm lửng nó đây, như thế này. Đó. Để mình lấy cái xe lửng ra mình đo cho mình xem. Đó, đây, lửng này thì rất là chuẩn về cho anh em câu cá gô đồng nha, cá gô đồng, cá chê vàng. Anh em câu cá giò cái gì cũng ok. Đó. Thì cái đôi lửng này thì nó có làm rảnh nha mọi người. Cái rảnh này để cho anh em dễ tóm nhé. Thì combo số 1 này thì mình sẽ có số lượng tầm khoảng 5-6 combo nha mọi người. 5-6 cái combo này thì anh em cần thì chốt. Đây. Lưỡi thì rất là bén nhá, siêu bén luôn. Con lưỡi đây. Để ô tập đôi mình xem. Đó. Đây. Phơm này thì mình vẫn đi câu cái gô đồng bằng phơm này. Câu cái gô đồng cá phi. Đây. Rất ok nhé. Rồi giá công khai mã số 1 giá sẽ là 100k nha anh em. Thì clip này sẽ đồng giá hết nhé, 100k. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 gửi cho mọi người vẫn là lử 5 bịch lử. Đây lử Gamakatsu. Đây lử là lử số 8. Phơm là gạnh sói nha mọi người. Phơm chữ U nè. Đó. Lưỡng phơm là phơm chữ U, lưỡng Gamakatsu lưỡng số 8, phơm là phơm nanh sói nè, nanh sói nè. Gamakatsu xây số 6, lưỡng hoàng. Đây, lưỡng này cũng câu cá gô cũng rất là ngon. Gamakatsu xây số 12, lưỡng này thì câu cá chê, cá chê ngon lành nha mọi người, câu cá chê cá ngạnh. Ngâm mấy cá chạch lấu cũng rất ngon. Đây, bịch gọng dài Gamakatsu. Này thì mình sẽ vô bịch lẻ thế này. Đó. Lửng này cũng từ Nhật về nha mọi người. Cái xe này nãy có đo cho mọi người xem coi. Để mình đo cái phơm số 8 này đi. Đó. Số 8 này thì nó sẽ nhỏ hơn cái số 8 kêu này sẽ nhỏ cái số 8 nành 6 này. Nành 6 này chút xíu nha mọi người. Đó, để đo cái số 8 này. Lửng này lửng ra. Lửng xanh nha mọi người. Thì đa phần lửng này sẽ là lửng có ngạnh hết nha. Lưỡi cứng ảnh hết và lưỡi rất là bén. Phơm chữ U này thì câu gô phi ngon. Đó, câu cá gô phi. Anh em về câu gô ngon lắm. Đây, phơm lưỡi đây mọi người. Đây. Đó. Ngon lành nhá. Rồi, giá công khai mã số 2. Giá quán là 100k nha anh em. Mã số 2, 100k. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì gửi cho anh em 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5, 5 túi nha mọi người, 5 túi lử. Đây. Đây lử phơm gọng dài thế này. Đó. Chiên chỉ miếng cá mà háo ăn thôi nút lử nè. Đó. Lử này cũng rất là bén nha. Đây. Phơm lử nó thế này. Đây. Đó. Để mình đo mấy lử này nha. Thì đây lưỡi Gamakatsu số 3 nè, Gamakatsu số 2, Gamakatsu số 10 và Gamakatsu số 4.
Thì ba bịch này sẽ là lưỡng chữ U nha mọi người, lưỡng chữ U. Còn lưỡng này thì chuyên về cho anh em nào dạng câu cầu phi nè, anh em câu cá hanh, cá cháp rất là ngon nhé. Câu hanh cháp rất là ngon. Đây. Phần lưỡng nó na ná nha mọi người. Có lưỡng số bự là mần này nó bự hơn một tí thôi. Đây, thấy không? Rõ ràng nha. Đây. Để mình đo cái xe lưỡng số 4 này cho mọi người xem nha mọi người. Mã số 3 này cực kỳ ok luôn nha mọi người. Năm túi mà có 100k bỏ đồng sẽ là 20k một túi. Đây, phân lưỡng số 3 nha mọi người. Anh em về câu cá hanh, cá cháp, câu ngâm, câu cá chê cũng rất là ok nha. Ngon lành nha mọi người. Rồi, giá công khai mã số 3, giá sẽ là 100k luôn nha. Bếp này bán đồng giá. Lưỡng này lưỡng đều là lưỡng có ngành nha. Tiếp theo mã số 4, mã số 4 thì gửi cho anh em là một túi lưỡng Gamakatsu nè, lưỡng quang. Form nó thế này. Lưỡng Gamakatsu lưỡng đỏ, lưỡng này có ngạnh ngược nha anh em, lưỡng này có ngạnh ngược. Lưỡng đỏ. Gamakatsu lưỡng số 10. Lưỡng này có ngạnh luôn. Lưỡng chữ U. Gamakatsu xe số 8, lưỡng chữ U. Và một lưỡng Riron gì nè mọi người, cũng có nhật luôn. Lưỡng này lưỡng chữ U và lưỡng này không ngạnh nha anh em. Lưỡng này không ngạnh, lưỡng này chuyên về cho anh em mà câu đài, câu chép nha. Thì 1, 2, 3, 4, 5 túi nha mọi người. 5 túi này bán với giá là 100k nha. Ngon lành nha mọi người. Rồi, để mình đo cái xe lưỡng số mừng này cho anh em xem. Lưỡng số mừng này thì nó sẽ bự hơn lưỡng số 8 này nhiều nha mọi người. Đây, mọi người thấy rõ nha. Thì nó sẽ bằng với cái lưỡng Bogo này. Đó. Lưỡng này, form này thì dạng đa thể loại rồi. Cho anh em được câu cá chê, cá hanh, cá cháp nè. Lưỡng cộng dài này anh em câu cá chê rất là ngon nha. Câu cá chê, mấy cá mú. Đây, để đo lưỡng xay lưỡng kia. Thì mình bán hàng thì nhiều lúc mình bán cũng tương đối chậm mọi người. Cố gắng quay kỹ, soi kỹ cho anh em. Đây. Chứ không phải là đưa qua đưa lại là xong đâu. Đây mình đo xe lưỡng nè. Bằng ô tập nha. Ô tập của shop sẽ là 80mm nha mọi người. Ô tập của shop là 80mm. Chiều ngang là 80mm. Chiều cao của nó là 16mm nha mọi người. Rõ ràng. Rồi giá công khai mã số 4. Giá vẫn vậy nha mọi người. Giá vẫn là 100k. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì lên cho người là 1, 2, 3, 4, 5. 5 tối luôn. Đây lưỡng Gamakatsu xe số 9 nè. Bịch này 20 lưỡng. Đủ lưỡng nhớ ngay. Gamakatsu xe số 12. Lưỡng quang. Lưỡng xanh. Đây. Gamakatsu xe số 12. Phơm nành nành sói nè mọi người. Gamakatsu xe số 13 gọng dài. Gamakatsu xe số 12. Lưỡng này câu cá chê rất là ngon. Mấy lưỡng này thì chuyên về câu cá chê nhé. Câu cá chê, câu ngâm rất là đã nha mọi người. Thì để mình đo cái xe này cho anh em xem. Xe lưỡng này giá mình bán vẫn vậy mọi người. Giá mình bán vẫn là 100k. Mã số 5 rồi. Hôm nữa đây. Này rất là biển nha. Lưỡng này lưỡng có ngạnh nha mọi người. Đây. Ngon lành nha. Rồi, giá mã số 5, giá là 100k nha mọi người. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 gửi cho mọi người là 1 2 3 4 5, 5 túi nha mọi người. Đây, đây lưỡng Gamakatsu xe số 15. Lưỡng này chuyên về tranh săn hàng nha. Cái gọng nó cực kỳ dày luôn nè. Cái này câu cá chê khỏi bàn. Gamakatsu xe số 13. Lưỡng đen nha mọi người, lưỡng đen. Gamakatsu xe số 9. Lưỡng form chữ U nè mọi người. Lưỡng này anh em về câu đài, câu chép săn hàng rất là đã. Gamakatsu xe số 11. Đây. Lưỡng quang luôn nhé. Lưỡng bogon. 1 2 3 4 5, 5 túi này. Giá công khai cũng vậy mọi người, năm tối nay giá cũng là 100k nha. Để mình đo xe số 9 cho mọi người xem.
xe chú chín này về câu hành tráp rất là ngon lành nha mọi người. Đó. Lử này cũng rất là nhiều. Mấy cái bịch lử này là mình lựa chuyến này là mình lựa đủ lử hết cho anh em nhé. Đó. Đây, phơm lử đây. Lử ra mã cạch xù xe chú chín nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai một túi này. Giá công khai mã này, mã số 6 giá là 100k nhé. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 sẽ lên cho anh em lốc lửng này sẽ là lửng săn hàng nha mọi người, lửng săn hàng. Đây. Này là Gamakatsu size số 14 nè. Đây, lửng gọng cực kỳ dày nhé. Lửng Fudo, lửng của Nhật. Đây, lửng gọng vuông. Đó. Hàng của Nhật nha mọi người. Lữ này thì mình chuyên về trong cá tra nha mọi người, có cá tra miền Tây, anh em miền ngoài thì có thể câu ngâm săn hàng. Đó, câu đài dạng săn hàng, cái lữ này câu rất là chắc nhá. Lữ owner, lữ này chuyên về anh em câu ngâm câu biển. Đó. Móc lữ nó thế này, lữ tự đóng nha. Lữ Gamakatsu sẽ xuống 15. Đó, đây. Lữ này cũng rất là ngon mọi người. Đây Gamakatsu sẽ xuống 15 luôn nhá. Gồm có 1, 2, 3, 4, 5 túi nha mọi người. 5 túi này giá công khai cũng là 100k nha mọi người. 100k để đo cái này cho mọi người xem. Mã số 7. Đây, lưỡng cực kỳ dày nha mọi người. Cái bản cực kỳ dày luôn. Lưỡng này thấy mấy Nhật cũng hay làm lưỡng dít luôn mọi người. Đó, săn hàng. Đây, vòng lưỡng đây. Đó. Mã số 7 này chuyên về săn hàng nha mọi người. Đó. Rồi. Giá công khai mã số 7 giá sẽ là 100k luôn. Đó. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 sẽ lên gửi cho mọi người là lữ Gamakatsu. Gửi cho mọi người là 1, 2, 3, 4, 5 túi nhé. Đây. Đây lữ Gamakatsu xe số 11. Lữ xanh nha mọi người. Lữ xanh. Phơm rộng dài. Đó. Gamakatsu xe số 9. Lữ chu. Đây, ngon lành nha mọi người. Gamakatsu xe số 12. Gamakatsu xe 11. Lữ quang. Lữ này lữ Bogon. Lữ này lữ không ảnh nhé. Đó. Đây, rất là ngon. 1, 2, 3, 4, 5 túi nha mọi người. 5 túi giá khoảng là 100k. Rồi, để mình đo cái lữ Bogon cho mọi người xem. Nãy giờ cứ lên cái mã này nhiều rồi nè. Đó. Thì mã này thì ở Nhật họ chuyên về trên câu mà câu chép công mà bắp không người họ để là vậy. Đây, con lửng nó thế này. Đó. Lửng không ngạnh nhá. Lửng này thì anh em câu chép câu câu phi săn hàng. Đó, câu đài. Đây. Con lửng ngon lành nhá. Rồi, giá công khai mã số 9, mã số 8 chứ. Mã số 8 giá cũng là 100k nha mọi người, 100k mã số 8. Tiếp theo lên đây. Lên đây sẽ là mã số 9. Tiếp theo sẽ là mã số 9. Mã số 9 gửi cho mọi người là 1 2 3 4 5, 5 túi luôn nha. Đây lữ Gamakatsu size số 13 nha mọi người. Đó. Lữ Gamakatsu size số 9. Phơm nó thế này. Đây. Tí mình lấy cái loại này ra đo cho mình xem. Lữ Gamakatsu size số 11, phơm chữ U. Lữ Gamakatsu size số 10. Đó. Phơm đây. Lữ quang. Thì loại này nó sẽ phơm nó sẽ gần bằng nhau nha mọi người. Đây. Đó. Gamakatsu số 15. Thì mã số 9 này thì mình cũng có khoảng 4 5 combo gì nha mọi người. Đó, mọi người ưng thì chốt. Không sợ mất phần đâu. Đó, cái này mình sẽ lựa chung chung nhau hết luôn. Rồi, để mình đo cái mã xây số số 9 này đi, số 9 cho mọi người. Phơm lửng này với mã số 9 này thì chuyên về cho anh em dạng câu cá hành cá cháp nhé. Cá hành cá cháp thôi anh em câu cá chê, chê quang. Đó. Đây phơm lửng này, lưỡi cái mai ba su thì khỏi bàn, lưỡi rất là bén,
Đây, đó là lưỡi cực kỳ bén luôn. Và sao? Lưỡi này có ngạnh nha mọi người. Đây, ngon lắm. Đây, để em để ô tập cho mọi người xem. Đó, đây. Đây nè. Trong hình mà cái ngạnh nó nhìn thấy còn nhọn quắc. Nhóc là bén. Rồi, giá con khai mã số 9. Giá sẽ là 100k luôn nha mọi người. Mã số 9 100k. Tiếp theo mã số 7. Mã số 10 gửi cho mọi người là một lóc lưỡng này, thì lóc lưỡng này thì dạng 1 2 3 4 5 5 5 tuổi nha mọi người. Đây, lưỡng Gamatsu size số 7 nè. Đó, cho anh em về câu gô đồng nè, đó, câu mang gô bí, câu cả giết nè. Đó, câu cả giết miền Tây, câu cả đỏ mang, cả hanh, cái mày dinh mày dẫn ngon lành nhá. Đó. Gamatsu số 7 nè, Gamatsu số 7.5 nè, lưỡi gọng vuông nè. Gamatsu số 4 nè, lưỡi nhỏ nha mọi người. Đó, lưỡi nhỏ. Gamatsu lưỡi đỏ nè, size số 10 và size số 12. Lưỡng này đều có ngạnh ngược hết nha. À, kỳ đã. Để mình đo cái size số 7 cho mọi người xem, lưỡng nhỏ này nha. Lưỡng này chuyên bị cho anh em có cái gô, có cái giết. Ngày tay thì có mấy cái đỏ mang, có cái ruộng. Lưỡng này thì chưa bén này. À, giá công khai mã số 10, giá cũng là 100k nha mọi người. À, lưỡng này có ngạnh luôn nha mọi người. Lưỡng này có ngạnh. Đây, gắt là nhỏ, bèn nhỏ nha mọi người. Đó, ngon lành không? Đó, bề ngang cái này tầm khoảng 60mm nha mọi người. 60mm, bề cao nó tầm khoảng 1mm. 10mm nha mọi người. Cao 1mm, ngang 6mm. Đó, đây, cái mặt cao số 7. Giá mã số 10, giá cũng là 100k. Tiếp theo 11. 11 gửi cho mọi người là 1 2 3 4 5 5 tô lưỡi luôn ơi. Đây, lưỡi Yukin nha mọi người. Nãy mình có đo cái này rồi. Đó. Đây, form lưỡi này, đó. Chuẩn quay con cá rô nhé. Gam 1 tối. Tô thứ hai là Gamakatsu size số 10, lưỡi gồng dài. Đó, lưỡi này chuyên về cho anh em cậu có bóng đục. À, bóng đục cái chơi vàng. Gamakatsu số 10. Đây, cái gô đồng nè, chơi vàng nè, đó. Cá hành, cá cháp rất là ngon. Gamakatsu số 9. Đây, lưỡi số 9 này, lưỡi rất là nhiều luôn nha mọi người. Cực kỳ nhiều lưỡi. Gamakatsu số 9 luôn. Đây. Form lưỡi nó sẽ na ná nhau nhé. Đây, thấy không? Tay cũng vậy nè. Đó. Rồi, giá con khai mã số 1, giá sẽ là 100k nhé. Tiếp theo mã 12. 12 gửi cho mọi người là 1, 2, 3, 4, 5, 5 lóc lửng cho mọi người. Thì 5 lóc lửng thì sẽ là dạng săn hàng. Đây, Gamakatsu sẽ số 16 nè. Đó, chuyên về cho nên con ngâm, con cá cha. Đó, con bạo lực. Gamakatsu sẽ mua 1 nè. Đó, lưỡng cực kỳ dày nha mọi người, lưỡng hoàng, lưỡng chữ U, để lấy ra đo cho mọi người xem. Gamakatsu sẽ số 16. Đó, lưỡng này có ngành ngược luôn nha mọi người. Đó. Ngành ngược nằm đây. Lưỡng con lưỡng chuyên về đánh biển. Đó, lưỡng này cực kỳ dày và bự. Và một bịch lưỡng lẻ. Gọng này thì nãy có đo cho mọi người xem rồi. Để lấy đo cái số 11 cho mọi người xem. Đây mọi người, lưỡng đi dày lắm nha, chứ bự. Đây, cảm ơn ta su. Đó, chuyên về cho em săn hàng nha. Mã số 12 là chuyên về săn hàng rồi. Đó, lưỡi cảm ơn ta su nha, rất là dày nha mọi người. Đây. Rồi, giá công khai mã số 12, giá là 100k luôn nha mọi người. Đó. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 đây. Đó. 1 2 3 4 5 5 túi nha mọi người. Đây, đây lữ Gamakatsu rộng dài, size số 11. Lữ Honor size số 9 vẫn rộng dài nha mọi người. Đó. Lữ Gamakatsu size số 8. Đây, lữ hoàng nha.
nữ này cầu cargo hết bài. Gamma Casu sẽ số 9, Gamma Casu sẽ số 8 luôn, một cái lử vàng, một cái lử trắng nha anh em. Đó. Lử vàng thì nó nhỏ, lử trắng một tí nha mọi người. Đây, mọi người cũng thấy rõ nhé. Gamma Casu à, cái này là lử boron, lử không ngạnh. Để đo bịch số 8 cho mọi người xem. Đó. Mã số 13 thì chuyên về cho anh em câu các rô đồng nha, các rô đồng cá phi. Câu mấy cái vừa vừa nhỏ nhỏ thôi, anh em câu đài. Lưỡi cũng rất là bén nha. Đây. Đây. Ngon lành nha. Rồi, giá công khai mã số 13, giá cũng là 100k nha mọi người. À, 13 100k. Tiếp theo mã 14. 14 gửi cho người là mấy cái xây lửng này mình chọn ra dạng mini rồi. Đây, xây là xây số 4 nha mọi người, xây lửng nhỏ nha mọi người. Xây số 4 lửng nhỏ, chuyên về cho anh em câu cá giết, cá mương, đó. Ngô đồng, mang ngô bí. Đây là lửng số 6, lửng gamma casu, lửng chữ U và lửng cũng là lửng nhỏ luôn nha mọi người. Đây. Đó. Câu cá giết ngô nhé. Gamma casu xây số 7.5. Đó, hồi nãy đo cho anh em xây số 7 rồi. Gamma casu sẽ số 8. Gamma casu sẽ số 6, lửa cũng lửa nhỏ luôn. Combo combo số 14 này thì chuyên về lửa nhỏ này, chuyên về cho anh em câu cá giết, cá mương, cá gô đồng, câu cá hanh, không phải câu cá dìa. Cá dìa, cá nông. Rồi, giá mã số 14 trả là 100k luôn nha. Tiếp theo mã số 15. 15 gửi cho mọi người là 1, 2, 3, 4, 5 túi nha mọi người. Đây, cái này có đo rồi nè. Gamma casu số 10 nè. Đó, gamma casu xây số xây số 8. Lữ này lữ không ngạnh nha. Gamma casu xây số 10. Đây nè. Lữ quang. Gamma casu xây số 7.5. Lữ này lữ có ngạnh. Đó. Và lữ Kinzu. Nãy có đo cho anh em xem rồi. Để mình đo cái lữ có ngạnh này 7.5 cho mọi người xem nhé. Mã số 15 này vẫn là chuyên về cho gô đồng nhé. Gô đồng cá chê. Clip trước mình lên lữ anh em hỏi lữ gô đồng rất là nhiều luôn. Đó, đây clip này lên cực kỳ nhiều cho anh em. Lựa form lữ nhé. Đây form lữ như thế này. Thì gamma thì siêu bén rồi. Anh em yên tâm. Đó. Lửng đấy anh em. Đó. Cái này đóng cargo còn gì bằng. Rồi, giá mã số 15, giá vẫn là 100k nha anh em. Tiếp theo mã cuối cùng, mã số 16. Mã số 16 gửi cho mọi người thì vẫn là lửng gamma casu. Lửng này lửng cho anh em này săn hàng. Đây, lửng gamma casu xe số 9, lửng đen. Gamma casu xe số 10. Đó. Gamma casu xe số 12. Đây. Gamma casu sẽ số 15 và lữ boron. Cái này thì anh em câu cá chê mà dạng câu ngâm á, rất là ngon. Có lữ số 9 này thì anh em câu đài sẵn cá chép. Để em đo cái xe số 12 cho anh em xem. Xe này thì mình bán với anh em miền Tây, bán về cho anh em miền Tây câu cá cốc rất là nhiều luôn nè. Cá cốc thì xe này thì nó có ngạnh ngược cho anh em. Nói trước xe này có ngạnh ngược nè, cái ngắn ngược chỉ lưng đây. Đó. Không lưng nó thế này. Đó, không có ngắn ngược. Đây. Ngon lành nhá. Rồi, giá mã công khai mã số 16 mà cuối cùng giá sẽ là 100k nha mọi người. Rồi, đó tổng cộng 16 mã lửng lên cho mọi người hôm nay. Nếu người ưng mã nào có thể chốt để shop số điện thoại nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.